Xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Thảo Dược Hòa Bình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn một cái video với những cái công dụng tuyệt vời của cây đơn đỏ. Thì hình ảnh trực tiếp các bạn đang được quan sát trước mặt đó là cây đơn đỏ hay còn gọi là đơn mặt trời. Với nhiều người thì đơn mặt trời là một cái cây cảnh không nhiều người chú ý đến, nhưng cái công dụng chữa bệnh của nó thì không kể đến các bạn nhé. Thế từ xa xưa các ông cha ta đã dùng cái cây đơn đỏ này để làm thuốc, bởi vì trong cái cây đơn đỏ có vị đắng hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, chưa thấp, trị thuốc và giảm đau, rất lợi tiểu. Nhờ đó cây sử dụng nhiều trong cái bài thuốc chữa bệnh về da như là mụn nhọt, mẩn ngứa, zona thần kinh, ứng và mệt đay. Ngoài ra thì công dụng tiếp theo đó là hạ sốt, trừ kiết lỵ, tiểu tiện và đại tiện ra máu, tiêu chảy và chữa hong thấp. Thì theo như kiểu chúng ta nhìn thấy, cây đơn đỏ không những có thể làm thuốc mà còn có thể làm được một cái cây cảnh, rồng để làm cây cảnh các bạn nhé. Cây đơn đỏ thì ngoài rồng ở ngoài cái bãi đất rộng như thế này thì các bạn có thể rồng vào chậu và bồn, mang đến cái tính thẩm mỹ rất là đẹp các bạn ạ. Cây đơn đỏ với cái đặc tính nổi bật đó là mặt trên thì màu xanh nhé các bạn nhé, mặt dưới còn lá thì màu đỏ, lá có thể gọi với tên khác đó là cây hai mặt luôn các bạn nhé. Đấy, thì bài thuốc mà sử dụng cái cây đơn đỏ thì chúng ta có thể sử dụng lá, thân, rễ, cành đều được. Mỗi cái bài thuốc thì có thể với những cái sử dụng số lượng nhiều lượng khác nhau. Ví dụ như là thuốc đắp dùng 5 lá đơn đỏ, rửa sạch để ráo nước, giã nát lá cây và thêm 1-2 thìa cà phê muối hạt, tách riêng phần bã với nước cốt phần bã đắp và trà sát nhẹ lên những vùng da bị tổn thương, có thể là dùng trong cái phần mà bị ngứa đấy các bạn ạ. Nói đơn giản hơn là chúng ta có thể dùng 5-6 lá, cho thêm chút muối và rửa sạch vết thương bằng cái nước muối sinh lý trước, xong rồi sử dụng cái cây đơn đỏ này để trà sát lên vết ngứa thì cũng có thể mang lại cái công dụng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng cây đơn đỏ đun làm nước uống để chữa xương khớp phong thấp, và ngoài ra đun để tắm thì cũng có thể chữa được những cái căn bệnh lở ngứa, ví dụ như là dị ứng thời tiết hay là nổi mề đay do những cái bệnh lý, ví dụ như là nóng gan, viêm da cơ địa các bạn nhé. Thế ngoài ra thì bên mình đang được cung cấp cái số lượng cây đơn đỏ với số lượng rất là lớn. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0971 477 860 để được tư vấn cụ thể hơn nhé các bạn nhé. Vậy xin chúc các bạn có một sức khỏe tốt ạ.